Mấy chuyến taxi tử tử thần thì chứ. Ui, ui. Ủa? Ủa xe đâu? Ủa? What the hell? Ủa? Ủa là sao? Ở kia. Ủa xe bị đâu? Rồi, mất tiêu xe luôn. Cái gì chứ? Để chị gọi thằng này đến đó. Trời ơi, em biến rồi. Mày coi trong điện thoại có xe mày đâu? Có để ở ngoài rồi chị chứ không để ở đâu á. Trời. Lát về kho phương tiện lấy. Trời ơi. Khổ vậy đấy. Làm gỗ thì sẽ làm con chiếc gỗ mất 10.000 rồi giờ sửa xe nữa. Cũng vậy. Lỗ rồi đấy. Khổ à. Trời, chị gái ơi, lên tới đâu rồi? Còn ở đấy không? Bây giờ nhá, cái chỗ đấy nó chạy vô nó bị lòng vòng ấy, mày ráng chạy ra phía bên ngoài được không? Ra rồi, ra rồi. Ra tơ 13 nhá, ta đang đứng ở ngay ra tơ 13, chạy ra tơ 13 nha. Rồi đứng ngay chỗ một đang đứng chỗ nào ở ngay ra tơ 13 đấy. Alo. Ở 961 nè, không có lòng vòng lắm đâu. À 961 đúng không? Ok ok, tại chị tưởng là ở trong tít 963 cơ. Ok ok, chị lên liền nha. Đối diện cái chỗ mua hàng. Ok. Ấy mà chị đi xe mấy chỗ vậy? Đi xe một chỗ sao vậy? Ủa, còn thằng chồng em nữa. Rồi được rồi, được rồi. Em ơi cho chị nhờ cái. Ê, Evin ơi, mày chờ ở đây xíu được không? Mẹ xe bên kia hai chỗ. Được rồi chị. Má chị thông cảm chị nha. Ok ok không xong. Má có lắp bít chưa nhỉ? Đúng rồi, hai đứa này đi phải 4.000 thôi em ạ. À. Hai xe hai khách mà. Đang chiếc tuôn shop nè em. Đang chiếc tuôn shop nè. Lên cái khúc cua đây. À đi lên khúc cua em ơi, lên khúc cua. Chỗ nào chị cần? Đi lên khúc cua một tí. Chấm đi. Chắc chỗ đấy á. Không may nữa, tức thiệt nó khách hàng mà nó không giọng mẹ nữa chứ. Đi khúc cua đi. Tức ghê chứ. Lần sau nha, là tôi là phải là người khách hàng đầu tiên. Đúng rồi, em đi chậm thôi, chị thấy nó. Alo. Sao? Em ở đâu chị? Ở khúc cua nè. Ở cái khúc cua mà ở trên gần 963, cái đường vô 963 đi. Ôi trời ơi, rồi. Đường này em ơi. Ôi, nó đi đâu tít không mẹ nó vào đây ấy nhỉ? Trời ơi, mèo mả chim chuột thì ở trong này chứ đi đâu? Đi đâu trong này mà ghê gớm vậy trời. Kì. Vâng. Hai đi lạ. Alo. Em đợi chị mà mỗi chích em tê chân này nè. Thôi chị xin lỗi nhưng mà chị bảo này, bây giờ chuyến này nó quá xa mà cái thái độ của mày nó còn quá hung dữ. Chứ ở chỗ khúc cua ấy. Đây bây giờ tao phải lấy chuyến này gấp đôi là 4.000. Nhưng mà tao biết đó là hai vợ chồng mày là hai vị khách quý của bên công ty bọn tao. Với lại là MA cũng đã giúp đỡ chị rất là nhiều, MB cũng giúp đỡ chị rất là nhiều. Thế nên là chị chỉ lấy chuyến này có 3k thôi, ok chưa? Sao em chống nản? Cứ lên xe về thành phố em ạ. Sao không, bây giờ không lên được dạ, đâu dạ. Sao em hài lòng chưa? Chứ em có khó chịu không? Ai, hôm bữa đi mua đồ cả tiếng đồng hồ mà không được bắt được chuyến xe buýt nào, buồn ghê. Chị giảm tiền rồi đó. Thôi được rồi, bây giờ 2.500 được không? Tại cái đó là em chị đi nữa. Hay lên xe anh mở cửa rồi lên đi xe rồi đó chị, lên xe rồi chị. Theo chồng. Lên xe rồi chị, lên xe đi, lên xe đi. Cái gì mà cứ lên xe đi rồi. Ok. À khoan, chị bảo này, 2.500 thì phải trả tiền cho chị trước rồi mới đi được. Chị gái ơi, hôm bữa em bị đánh đau lưng lắm á chị gái. Rồi thì chị cũng hiểu rồi, chị giảm giá đáng lý là 4.000 đấy. Rồi em còn đổ xăng hộ cho anh nào bên chị, nó tốn hơi tốn tiền. Rồi được rồi, chị đáng lý là hồi nãy chị giảm 3.000, bây giờ chị giảm 2.500 đấy, được chưa? Xong rồi em vô viện chữa cả cú sốc tinh thần. Hồi nãy em biết sao, 500 tại vì á, hồi nãy chị đi cái xong cái xe nó bị hư nữa, là chị phải đổi tài gọi thằng tài xế khác nữa. Trả tiền này chị cũng trả thằng tài xế không mà. Bây giờ còn tiền mặt đó không? Nào thế thôi nhá, chốt đơn.
Còn em hai xài... nghìn đi, còn đúng 2.000 thôi hả? À. Thế chị lên mình lấy 3.000 đấy. Đấy, chưa, em thấy chưa, ảnh cắt đấy. Nhưng cốc mà xe luôn, xuống xe đây. Nãy giờ đó. Nào, anh chị nè. Nha, 2.500 nha. Thương. 2.000, đi về rút tiền, đưa thêm 500. Trời ơi. Bình hèn như thế này. Thôi, Hải ơi, quay xe em ơi. Cho các bạn là đây, đây em. Đây trước khi đi lên xe em, đi. Xe lẻ. Ôi, từ thắng lại em ạ. Dạ, để nói chuyện em ơi. Dạ, em nói nhá, hai bọn em ngồi trên xe rồi. Nhìn thì đi, không thì thôi, ngồi trên xe luôn rồi. Chốt đơn chưa? Một tin. Bây giờ nhưng nhá, nếu mà chốt đơn rồi tao gọi xe khác lên bọn tao đi đấy nhá. Là kệ mẹ hai đứa này nhá. Rồi, thôi 2.000 nhá, lẹ đây rồi bọn chị đi về nè. Rồi, 2.000 đây đưa luôn cho. Mà hả giờ mà cũng tính phải chị em với nhau vậy. Em gọi thả tiền rồi đó. Vợ chồng em gọi chị hết 2 tiếng rồi chị chưa lên nữa, trời ơi. Chị xin lỗi rồi, ok nha. Đợi ngay khiếp mũi cắn này nè, thấy không? Muốn ghẻ luôn. À nhưng mà sẵn tiện hai đứa đang đi xe, chị hỏi này, hai đứa uống đá bào không? Chị bán 150 một ly. Wow. Ừ, đúng rồi. Ờ à, để em gọi điện cho anh trai em cái. Có người phá giá. Ờ thế, tại biết sao không, chị mua nhiều quá, chị không có xài, nên là chị muốn bán lại. Không mua thì phải bán người ta chứ. Tiếng của ai chứ không phải tiếng của bọn em đâu. Đây là radio âm nhạc bên bọn chị, mở phục vụ người dân. Cho em 2 ly đi. Hello. Đây, 2 ly đây. Lấy 1 ly đi mày ơi. Ờ, cho chị xin tiền đá bào được không? Ủa? Tự miễn phí chứ. Đá bào hả? Rồi, tấp vào lề. Hai đứa này nát ruột rồi. Ra nào. Trời ơi, xe mới bị xuống đường luôn. Chị gái này chị chết lại cái hộp rồi, đâu có mất ly nào đâu. Chị đưa cho mình đá bào đó. Đâu có mất ly nào đâu mà chị... À thế à, nó chưa lấy. Ói là lại rồi bà. Trời ơi. Ok. Không được rồi, cái hãng taxi thiệt luôn. Không, nhưng mà đó là bữa nay chạy taxi thôi. Còn bữa sau mà nếu như mà đi tour du lịch bọn chị là được free đá bào. Thôi rồi, em không đi nữa. Thôi mà, để free đá bào. Riêng hai vợ chồng là chị free thêm một suất bánh pizza nữa. Để em về em đăng tắc tờ, đăng tắc tờ bắt phốt bây giờ. Ok. Tí đăng tắc tờ bắt phốt một sang. Thôi, đấy là tại vì chị nghĩ là hai đứa đang khát nước. Thôi được rồi, bây giờ chị free cho hai đứa hai ly đá bào đấy nha. Không cần gì, chị không cần nói gì nữa. Thôi lấy đi, chị em trải nghiệm đủ rồi. Thôi, đừng nói nữa. Nhất là cái anh tắc, cái anh tài xế này nè, rất là giang hồ. Chị xin lỗi, chị thay mặt là cũng là xin lỗi. Tại vì thằng em này là nó là hồi xưa nó là dân trong tù ra. Nên là bây giờ chị gọi là huấn luyện nó hiền lành trở lại nên cái tính nó vẫn còn. Em mới đi taxi thôi mà hai người đã đe dọa tống tiền các thứ này. Ờ, đâu có tống tiền. Cho hai đứa đi bộ đi chị. Còn đi du lịch, đi tour du lịch của chị chắc chị bắt cóc đi quan biển quá. Khùng quá, chị bắt cóc hai đứa làm cái gì? Được rồi, em hiểu hết rồi. Tính ra cái công ty bên này dịch vụ kém ha, chăm sóc khách hàng kém. Em sao em lại nói thế, trong khi là chỉ có mình chị là đi xa, thật là xa để đón em đấy. Thắt cái dây an toàn vô em ơi. Bắt hai đứa về đâu, hai đứa về đây đúng không? Gara phương tiện nha, gara phương tiện. Chết, không biết có thợ kéo, hình như có thợ kéo rồi. Mà tụi bay ú cái gì vậy, không ai bị ú gì vậy. Dạ. Nãy mày ú gì vậy. Ôi ôi, tóc mắt quá tóc. Ôi giời ơi. Không, đây là trải nghiệm bên taxi chúng tôi thôi ạ, không có gì. Bị sang chấn tâm lý chị gái. Không sao, bình tĩnh. Thiệt tình không hiểu sao luôn á. Em về em khám bệnh, em bị bệnh tâm lý chắc chị trả tiền ốm luôn. Tính tôi nóng như kem ấy, tôi đi không chậm được. Không cả. Rồi. Anh mới trong tù ra, anh bảnh mà, anh này mới trong tù ra. Là sao cái tôi du lịch nào bên chị em né. Thôi đừng né. Hai anh chị là khách quý. Ôi trời. Chạy em ơi, chạy. Tạm biệt anh chị nhá. Đang vả đấy. Em thấy chị nói nhiều quá, anh Evin tội anh. Em đợi đầu kia kìa. Ủa đâu, Evin kêu đạp xe đạp về rồi. À, đạp xe đạp về rồi à? Ờ.